này đến với kênh Cuộc Sống Hay. Chị em chiều nay mình nấu món nuôi xào hải sản nha các bạn. Thì nguyên liệu để nấu món nuôi xào hải sản gồm có tôm, tuộc, thịt bò, tỏi băm, cà chua thái lát mỏng, hành tây, hành lá và đầu hành, cà rốt mình bào sợi, giá, cải thìa. Nuôi thì mình đã ngâm sẵn, bây giờ mình mang đi mình rửa và mình mang đi mình luộc trước nha các bạn. Sử dụng nước sôi mình luộc nuôi, cho nuôi vào nha, cho vào nuôi một ít muối. Nuôi của mình luộc cũng mềm rồi nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ đổ ra và mình rửa sạch nuôi nhé. Dầu vào, mình sẽ cho một nửa tỏi thôi các bạn, và mình phi cho vàng. Đó, mình sẽ cho tuộc vô mình xào, tôm, và trong đây một ít bột nêm, một tí hắc xì dầu và một tí dầu hào. Cái mực và cái tôm này ra cái dĩa nha các bạn. Hồi nãy mình xào á, mình cho cà chua vô. Tiếp theo mình sẽ cho cà rốt. Thịt bò. Tỏi băm. Cải thìa. Cho vô luôn. Giá. Yeah. Hành. Đổ cái mực với cái tuộc với cái tôm vào luôn. Sẽ cho hành lá vô. Cái nuôi xào hải sản của mình đã chín rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt tắt bếp, bày ra đĩa, mời các bạn thưởng thức cùng với mình nha. Các bạn ơi, mình đã xào xong cái dĩa nuôi xào hải sản rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình nha. Mình sẽ múc ra tô các bạn. Các bạn nhìn thấy cái dĩa nuôi xào hải sản của mình có trông hấp dẫn không các bạn? Rau này, nuôi này, mực, tuộc, tôm, thịt bò. Để cho một ít nước tương. Nuôi này thì mình sẽ dùng thìa ăn thôi các bạn ạ. Mời các bạn miếng đầu tiên với mình nhé. Ăn cái miếng nuôi đầu tiên đó các bạn, ăn rất là ngon. Gia vị thì mình nêm cũng vừa ăn luôn các bạn. Nuôi mình luộc mềm. Nói chung là cái dĩa nuôi xào hải sản này của mình á, ăn tuyệt vời luôn các bạn ạ. Mình sẽ dùng tay ăn con tôm. Con tôm này ăn cũng tươi và ngọt lắm các bạn. Cái món nuôi này các bạn thì mình sẽ xào chung với cải thìa, giá và một ít cà rốt, ăn kèm để cho nó đỡ ngán đó các bạn. Và ăn như thế này nó rất là ngon, tiện lợi luôn đó các bạn ơi. Mình sẽ ăn miếng thịt bò kèm chung với nuôi. Món nuôi xào hải sản này các bạn, trẻ con cũng thích ăn lắm các bạn ạ. Tại vì nó hợp khẩu vị với lại nó ngon nữa. Chung vào mấy cái miếng rau các bạn, ăn thơm mà ngon lắm.
Bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng bạch tuộc nha các bạn. Cái này cái rau bạch tuộc. Bạch tuộc ấy, các bạn, nó dai lắm. Tại vì do cái độ tươi của bạch tuộc á các bạn, cho nên là ăn rất là dai và ngọt. Chứ nếu mà bạch tuộc mà không tươi ăn nó bở lắm các bạn ạ. Mình mời các bạn miếng nước đá lạnh. Mình sẽ lấy thêm một ít nữa nha các bạn, tại ngon quá các bạn ơi. Nếu mà trẻ con trong nhà mình ăn á, thì mình rắc ít tiêu thôi, tại vì trẻ con ăn không được cay á các bạn. Chiều mà ngồi như thế này nè các bạn, chiều mát mát mình làm một cái gì nuôi xào hải sản nè, gia đình mình ngồi ăn quây quần cũng ngon lắm các bạn ơi. Thay đổi mình khẩu vị cái món cơm hàng ngày của mình đó các bạn. Sẽ ăn cơm tuộc. Thì các bạn ơi, mình đã dùng xong tô nuôi xào hải sản do mình nấu rồi nha các bạn. Thì bữa ăn hôm nay rất là ngon và vừa miệng luôn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip ngày hôm nay của mình nhé. Mình mến chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe và thành công hơn, nhiều hơn trong công việc. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bye bye.